chào quý vị đón chương trình Trực Tiếp TV. Ngày hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023. Chúng tôi đang có mặt ở tại ngôi chùa gọi là Bảo Quang. Một cái chùa rất là lớn ở trong cái vùng Lý Đô Sài Gòn. Và nơi đây thì trong mấy năm vừa rồi đã xảy ra những cái vụ tranh chấp, xảy ra những cái vụ kiện tụng và họ giành nhau về cái quyền quản lý quản trị của cái chùa. Và chúng tôi thì báo chí cũng như là truyền thông ở trong khu vực đã nhận được một cái thơ mời, và như vậy thì nhiều anh em báo chí truyền thông ở cái vùng Lý Đô Sài Gòn đã đến có mặt để mà theo dõi những cái diễn biến đang diễn ra tại nơi đây. Thì chúng tôi xin mời quý vị bước vào bên trong để mà chúng ta xem thử coi đã những cái việc gì đã xảy ra trong cái vùng này, chúng ta hiểu thêm về cái cách quản trị của chùa ở trong cái khu vực Lý Đô Sài Gòn. Chùa chúng tôi rất là biết bao nhiêu những cái biến cố và cái tiếp tục biến cố, mà cái sự biến cố này chỉ xảy ra bởi chỉ một gia đình, chỉ một gia đình từ đầu đến cuối, chỉ một gia đình cho tới bây giờ bất cứ ông thầy nào về đây cũng là nạn nhân của một gia đình. Do vậy trước truyền thông báo chí, trước toàn thể Phật tử, toàn thể Phật giáo đồ trên toàn thế giới, nhân dân, đương vị trụ trì chùa Bảo Quang, chúng tôi thấy rằng toàn thể Phật giáo đồ trên toàn thế giới, trên toàn thành phố, trên toàn nước Mỹ phải có cái nhìn về cái chùa Bảo Quang để củng cố, để mà hoàn thiện lại cái chùa Bảo Quang, không để cho một gia đình khống chế và sử dụng cái chùa như là một cái cơ sở thương mại. Chùa là một nơi là cơ quan bắt vụ lợi, là một nơi chăm sóc cái tinh thần Phật giáo, mà những cái đại lễ Du Lan không có kinh phí thì phải trình bày cho bên đây người ta giúp, không có nấu công, không có nói là không có kinh phí. Thì cái chị Tâm Thanh nó mới nói là thầy cũng như cha, nếu thầy có cái sự giúp đỡ khó khăn thì tụi con sẽ ra dùng tiền để mà nấu đồ ăn để lại quý thầy. Thì xong xong đó là cái ngày đó là cái ngày lễ Du Lan, thì em đã bỏ bớt thời giờ lên đây và đi ra trên cái chánh điện để mà đọc kinh. Thì cái ngày chị Mỹ Lộc đâu rồi, thì cái chị Mỹ Lộc mới nói là em ơi, bây giờ đi lên trên đó đọc kinh hết rồi thì không có người nào để chăm sóc cái phòng tâm linh, cái phòng linh, thì kêu em vô đó. Thì ngày đó em mới nói thôi bây giờ mình không lên chánh điện đọc, để mình đứng đây mình đốt nhang và mình dở đồ ăn đồ cúng dâng linh. Thì lúc đó là mình nghe ở trên đó nói ông thầy Thích Trúc Điện nói là ban quản trị đâu rồi, xin mời bật máy lạnh lên, tại vì ở trong đây cả trăm người. Ông thầy không nói cả trăm người nhưng mà em đã cái ngày đầu em đã thấy, và tất cả các cô đều tóc bạc trắng hết trơn. Và ông thầy nói là tôi sẽ trả tiền máy lạnh thầy Thích Trúc Thiện. Thì em ở đằng sau dân linh vẫn không có biết chuyện gì. Thì một chút xíu thấy anh này đi tới ra cái bàn linh tắt máy lạnh, anh cũng không có hiểu cái chỗ đó là cái máy lạnh, anh này là anh nam. Xong một chừng mười mấy 20 phút sau gì anh quệ rồi ảnh lại ngay đó, ảnh bật máy lạnh lên và lấy đờ một chút xíu chừng 45 phút, anh này ảnh lại ảnh tắt máy lạnh xuống. Thì ra mình chỉ là cái người đứng ở trong đó, mà xin hỏi các truyền thông báo chí, một người trong ban quản trị không coi sức khỏe của tất cả các Phật tử, tất cả các buổi họp làm đầu và cứ tắt máy lạnh lên. Rồi một người thì bắt, một người thì tắt. Mà ông thầy Thích Trúc Thiện đâu nói là xin bắt máy lạnh lên và ông trả tiền. Thì cái lúc đó thì em mới nghĩ trong đầu, thì ra cái chùa này đã thiếu tiền tới mức độ mà phải xem cả tiền máy lạnh luôn. Thì em mới có một cái nghĩ trong đầu nói là có thể là người này sẽ mời gọi đi yêu cầu ban quản trị trình bày cái tiền, đặng nếu thực sự thiếu tụi này sẽ đi làm fundraiser, tụi này sẽ đi xin tiền cho những chỗ như là neo, tiệm neo, thì tất cả tụi này mới làm như vậy. Thì hôm đó thì họp bầu ban hộ trì Tam Bảo đều có anh Quân, anh Na, em Trâm và cô Thương, và những người đó đều dành hai cái người này là cái người mới vô là người này đi nấu cơm, có thể là qua cái đội nấu cơm tôi, người này là qua cái đội ghi lễ, người kia qua cái đội cắm bông. Và hai đứa này vẫn đồng ý như thường, nói là muốn đâu cũng được, tại tới chùa là một cái sự là phụng sự, một cái sự là làm thiện nguyện. Thì mới bring up cái câu chuyện là
bạch quá tiền bạc ra coi thiếu như thế nào, đặng tụi này hộ trì, tụi này coi, đặng tụi này mới tự tin, đặng mà đi xin tiền của người ta. Chứ bây giờ nếu mà trong chùa không cả đâu, cả tới thầy Thích Huệ Minh không có access vô trong nhà băng, mặc dù là board director, mà Minh xin hỏi anh Quân một câu trước khi mình tiếp lời, anh có cái access vô nhà băng của khi mà anh làm board director không? Không, không thì anh trả lời đi, tiếp tục. Anh không có. Xin hỏi anh Na có. Dạ, ai có nữa? Thầy Huệ Minh không có. Có. Thầy bây giờ có mới có đây phải không? Ok, thì bây giờ có hai câu hỏi đó. Thì bây giờ mình xin hỏi tất cả các truyền thông báo chí, nếu mà nói là không có tiền kinh phí để mà làm cái pháp hội Du Lan, mà Du Lan là cái pháp hội báo hiếu, phải để thầy mời gọi những cái người này hỏi ừ mấy cái em có hụn hay không, thì cái đó là một cái là mình cần phải nói chuyện với ban quản trị. Mà đã mời ban quản trị ra, nói là mời ban quản trị ra đã nói chuyện, thì ban quản trị là lúc đó Na là xin lỗi, Na nói là Na bận, đúng không? Thì ngày 27 tháng 10, không, ngày 29 mới là không có. 27 tháng 10 thì Na đó là trả lời với thầy là phạt ra không có dự. Thì đằng này mới nói là ủa, mỗi tuần Na đều lại collect tiền thùng phước xương mỗi chủ nhật, thì tụi này nói hơi có lẽ là Na bận ngày đó, thì thôi cái ngày chủ nhật có lẽ là Na sẽ show up. Thành gửi một cái thơ mời ra nữa là ngày 29 tháng 10, thì Na bảo cho thầy là Na không có trong nước, đúng không? Thì Na đã out of state, thì cái đó cũng được đi, thì xong rồi á. Nhưng mà ngày 29 tháng 10 Na không có trong nước, 30 tháng 10 là thứ hai, Na đã đi đón tiếp một ông thượng nghị sĩ ở tại chùa. Thì bây giờ đó là đằng này là không có nói gì cả, tại vì khi thành lập ban hộ trì Tam Bảo đều có Na, và Na không có từ chối, anh Quân cũng không từ chối, và Trixie vừa cũng không từ chối. Nghĩa là cái ngày đó là chấp nhận tụi này là cái ban hộ trì Tam Bảo, mà cái ban hộ trì Tam Bảo chỉ đưa một câu hỏi thôi, là nếu mà thực sự thiếu kinh phí để làm những cái pháp hội, mà chùa là gì? Chùa là để phải làm pháp hội, để làm những cái lễ Du Lan, những cái lễ đó là cho tất cả các Phật tử biết tới cái chùa mình, mà trong khi chùa mình đã bị cái lùm xùm gì ngày xưa rồi, bây giờ mình muốn làm cho cái tiếng trở lại. Thành ra tất cả các tụi con chấp nhận vô cái ban hộ trì Tam Bảo này để mà hết lòng. Tụi con là người bỏ học, học từ anh Quân, học cô Thương biểu nấu cơm, ginh tất cả, chùi lao nhà cửa, làm hết, không có một cái sự duy nghĩ gì hết. Nhưng mà cái câu hỏi của tụi con trong cái ban hộ trì Tam Bảo chỉ có một câu là trình bày coi chi thu như thế nào, thiếu tiền như thế nào, đặng tụi này bắt đầu chuẩn bị đi ra xin tiền. Tại vì nói là không có kinh phí, không có kinh phí thì phải trình bày. Mà cái câu mời gọi trình bày thì đã mời 2 lần. Và Na đó thì nãy Na cũng nói là một cái là Na không dự là 27 tháng 10, một cái là 29 tháng 10 là Na out of state, cũng ok, cũng có cái lý do. 30 tháng 10 Na trở về đây để mà đón tiếp ông Nguyễn Sĩ cũng ok, tại vì Na có thể bay về. Quay trở lại anh Quân, anh Quân là ngày xưa làm cái người là đi theo thầy để mà đọc những cái kinh kệ mà em cũng học từ anh Quân, đặng mà hộ trì thầy. Thì anh Quân cái ngày 29 tháng 10 anh Quân có lên đây chuyên tu phục, mà anh Quân không học. Thì con hỏi chứ là tất cả các truyền thông báo chí, tụi con là cái ban hộ trì Tam Bảo không có lấy một đồng xu ở trong cái này tiền công, chỉ tới đây để làm gì? Để mà xây dựng cái chùa cho nó tốt hơn, cái tiếng nó vang ra, cho người ta lại làm Phật sự đã có kinh phí cho chùa. Một cái suy nghĩ rất là đơn giản là ông cố gắng lên, chùa mình thiếu kinh phí, chùa mình không có tiền làm pháp hội, chùa mình không có tiền làm những cái lễ lớn, thì trình bày ra đặng cho tụi con biết, tụi con mới giữ lòng tin đi xin tiền người ta, đi xin từ này dự định đi xin tiền. Nếu có tiền thì những người nào mà làm cơm bên anh trong đây có thể là đưa cho họ một cái khoản lương đặng họ duy trì cái chùa. Thì đó là những cái tất cả cái tấm lòng của tụi con, là tụi con làm sao là tụi con muốn duy trì một cái sự sinh hoạt bình thường của chùa. Thì bây giờ con sẽ nói ra một cái lý do nữa. Cô Thương là ban chi đường, ban chi đường mà cái ngày 29 là cái ngày chủ nhật, cô không show up để mà nấu cơm, để nấu đồ chay để mà cúng ở trên bàn linh. Mà trong khi đó là không có ai show up cả, anh Quân, Na, Trâm, cô Thương không show up để nấu cơm.
để mà cúng cái bàn linh, mà trong khi đó đã nhận của người ta là những cái người mà tới đây lại lấy 7 thấp mỗi tuần đều mình mỗi cúng. Tụi này ban hộ trì Tam Bảo đã làm và đã cúng và đã đọc kinh làm tất cả những cái chuyện đó, thì cái câu hỏi của tụi này là cái tụi ban hộ trì Tam Bảo nó không có quá đáng. Là nếu mà đã nói là không có kinh phí để làm những cái pháp hội, những cái này nọ, thì trình bày cho tụi này đặng tụi này biết nó như thế nào, đặng mà tụi này hộ trì, tụi này không có cái câu hỏi gì để đàm cả. Thành ra đó là những cái thứ đó thì bây giờ gọi thì mời thì không được, khi mà cái ngày một tay cái gì đó không biết, mà bây giờ đó lại là thầy nhá, là bị là vote up khỏi cái board director. Đó là mình không biết cái lý do, ủa tại sao mình đi vô đây biết bao nhiêu tháng mình hộ trì, mình đi đọc kinh, mình đi làm những cái chẳng hạn như là hộ trì đi fix family, những tất cả mình làm, rồi bây giờ thầy mình tự nhiên bị vote up. Mà vote up tới bây giờ bữa nay cũng không biết, mà xin lỗi thưa thầy mô Phật, bữa nay là con mới biết là thầy, bữa nay nói là thầy là cái người chairman ở đây, con không hề biết cái vụ đó. Xin hỏi tất cả các anh chị có biết hay không? Xin hỏi tất cả các phòng truyền thông báo chí, anh chị em có biết thầy bữa nay là chairman của cái chủ và chủ trì của chùa này hay không? Không biết, phải không? Thì bây giờ con cũng xin một câu cuối cùng, con xin hỏi thầy, bây giờ thầy đã là chairman của chùa, nếu mà trên nói là legally, thì con hỏi thầy bây giờ thầy đã biết tất cả các tài chính của chùa mình như thế nào chưa? Dì Đà Phật, thầy xin trả lời cho cô có tên gì? Dạ con là Từ Quảng Trân. Cảm ơn Từ Quảng Trân đã hỏi cái câu hỏi này. Thật sự là như hồi nãy thầy nói là thầy từ Hawaii bay qua, thì trong nội bộ có những sự cố mà nó xảy ra, con đã trình bày đó, thì thầy ghi nhận. Nhưng mà nói để mà bầu đó lại hay là các anh trong bo rời khỏi cái chức vị của mình để mà cung thỉnh thầy vào cái chức vụ hội trưởng đó, thì thầy nhận lời. Nhưng mà không có nghĩa như vậy, giống như hành chánh vậy đó. Tổng thống bầu chứ đâu có phải cái bộ ngân khố đem tiền hay là chi thu đồ này kia trình bày liền, làm sao đủ giờ. Thầy còn bận công việc của thầy nữa. Thành ra cái câu hỏi của con nó hơi không trả lời được. Thành ra thầy xin lỗi con nghe, là thầy sẽ biểu họ đem trình bày nếu mà thầy chấp nhận giúp cho ngôi chùa này để trở lại sinh hoạt, phát triển trở lại trong một thời gian nào đó, rồi thầy sẽ giao lại. Mà khi giao lại đó, thầy cũng phải bạch hóa tất cả những cái chi thủ. Rồi, cảm ơn con, có con. Dạ, bây giờ để mình nói xong hết rồi, rồi tất cả tới đây. Thực ra cái câu hỏi của con á, là chỉ muốn, không có muốn là sau này lặp lại, giống như thầy con phải bắt rất nhiều thời gian để mà xin ban hộ trì, cái ban quản trị trình bày tài chánh. Của con là thầy chủ trì Thích Huệ Minh đã là vote up khỏi cái board member, là tụi này là chỉ có biết bữa nay và thấy là tất cả các thầy giống như là thầy bữa nay là chairman thôi. Thì cho con trình bày tất cả rồi, những cái gì đó thì Anna Duy Quân sẽ trình bày. Tôi nghe nãy giờ tôi mới biết ra được rằng hiện giờ có hai cái mâu thuẫn, một bên hội đồng quản trị và một bên thầy Thích Huệ Minh. Và cái sự hiện diện của thầy Thông Hải là một cái điều ngạc nhiên đối với tôi. Tới giờ này thầy Thông Hải chưa có bàn giao với người bạn cũ bàn giao, thì không phải là người có tư cách là hội đồng quản trị ở cái đại diện cho cái chùa này. Do đó các phiên họp ở đây muốn nó được công bằng, thầy không thể chủ tọa được. Xin lỗi. Khoan, tôi nói hết. Thưa quý vị là giờ thầy điều hành hết rồi. Không. Để chưa nói hết. Dạ xin phép bác. Please, cho tôi nói hết. Dạ xin phép bác. Tôi chưa nói hết. Dạ xin phép bác. Phải có cử ra một chủ tọa. Đúng. Dạ. Bác nói đúng. Thứ hai là cử ra một cái hai ba người rồi thư ký để ghi lại cái đó.
Nãy giờ nói gió bay hết. Đúng. Thầy nói là ở Mỹ luật thì giải rất nhiều, không có đề chất đó. Cái chuyện đó ABC nhưng mà đây không có. Thầy ngồi đây bây giờ hơn một tiếng, thầy nói rất nhiều về cái luật ở Mỹ. Tôi không biết thầy qua Mỹ năm nào. Cho nên thầy nói như thế thì rõ ràng, nhưng mà thầy không làm. Nãy giờ chưa ai ghi cả. Tôi là giáo sư Trần Văn Chi, thầy cũng biết tôi, nhưng tôi biết thầy rất nhiều. Tôi là người bạn, xin lỗi, của Hòa Thượng Quảng Thanh, vượt biên nằm trong bên đảo. Và qua đây tôi đi với thầy từ cái lúc cái chùa được Mắc Lô Lia. Nhưng mà tôi không có show up trong cái ban quản trị, không có điều hành. Lễ lộc nào thầy cũng mời tôi lên phát biểu ý kiến với vấn đề văn hóa Phật giáo và văn hóa. Tôi không có nói vấn đề tranh chấp. Do nên khi tôi tới đây là tôi, cái chùa của thầy đặt tên tôi rất thích, là bởi vì xây dựng cái văn hóa. Chúng ta qua Mỹ chúng ta không mang theo cái gì được, thầy không mang cái chùa được, thầy chỉ lãnh được một hai Phật tử bên đó qua thôi, nhưng mà chúng ta mang theo cả cái văn hóa ở đây. Do nên tôi làm cái nhiệm vụ đó. Và tới giờ này tôi với cái danh nghĩa là giáo sư Trọng Quân Chi, một nhà biên khảo văn hóa, thầy không biết tôi nhưng tôi biết thầy rất nhiều. Vì thế cho nên thầy có mặt ở đây là một điều ngạc nhiên. Và thầy nói những cái điều luật lệ ở Mỹ là một cái điều rất hay, nhưng mà ngay đây chúng ta không áp dụng. Nãy giờ nói tràn gian rải, có cái gì không? Thầy xô được cái gì cho tòa án, xô được cái gì cho báo chí, tạo ra một cái sự khủng hoảng chia rẽ ở đây. Báo chí họ nói mỗi người nói một cách khác nhau. Khi xảy ra cái vụ kỳ trước, báo chí đã khai thác rất là tiêu cực với Phật giáo. Mấy thầy không ai thấy lên tiếng cả. Chúng tôi muốn lên tiếng nhưng mà chưa có cái tổ chức để lên tiếng. Phật giáo không phải chỉ báo người Việt, nhất là người Việt, đưa tin hoàn toàn là tiêu cực. Và một số thầy trả lời mơn trớn cái đó để cho người ta bán báo. Cái điều đó rất là phiền. Tôi nói chuyện ở bên cái chùa Phật Quốc khi khai giảng, tôi là người duy nhất lên nói cái đó. Mấy thầy mượn người khác để mà làm cho Phật giáo xấu hơn. Phật giáo không có xấu mà làm cho nó xấu đi thì cũng được. Vì thế cho nên tôi không phải là nằm trong Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nhưng mà tôi là một người cư sĩ, nghĩa là cũng nằm trong chỗ nào, nằm trong cái Tăng thôi. Cái Phật Pháp tôi không có, nhưng mà bây hồi xưa Đức Phật hiện ra không có Tăng, có Tăng chứ không có cư sĩ. Bây giờ cư sĩ bây giờ là những người học hành giúp cho quý thầy, quý thầy làm. Những thay đổi Phật giáo Việt Nam là do cư sĩ phát triển thay đổi, từ ông Thắm cho tới ông Phan Sủ. Và Phật giáo Việt Nam không ai lên tiếng để cho Pháp nó cai trị mình, để nó coi quý thầy quý cô như là một cái hội đa banh. Chỉ quý thầy đó mới là chấn hưng Phật giáo. Ai là những người trí thức cư sĩ Phật giáo? Quý thầy không có người nào có cái đảm bi trí nhưng mà không có cái dũng. Không có người nào dám đứng lên nói với Pháp rằng là Phật giáo không phải là một hội đa banh. Thì chỉ có ba ông cư sĩ Mai Thọ Trường mấy ông có nói thôi. Đó là họ là những người trí thức. Khi tranh đấu chống với Ngô Đình Diệm, không có thầy nào đứng ra dám đương đầu hết. Chỉ có cử ông, mấy ông Phật giáo, thầy không Mai Thọ Trường đứng ra làm cái đó. Thì thấy để mới thấy rằng là cái thầy tôi tu không tu như thầy, tôi tu là hành đạo, thấy cái gì không phải là luôn ra tay. Thế bây giờ cái chuyện này đó, cái thầy nên cử, tôi đề nghị ở đây nên cử cái chủ tọa đoàn, nên cử cái thư ký đoàn, sau đó chúng ta mời thêm một cái người nữa tới đây là ông trụ trì để nghe mấy người đó nói, chứ không phải đây ai muốn giơ tay lẹ lẹ nói không được. Tôi xin dứt lời. Tay mình một nhà truyền thông mà ngôi chùa đó vấn đề problem thì mình không nên rùng mất cái chùa đó. Không phải là mình không thương cái chùa đó. Thực sự chùa Bổ Quang ở đây họ có công sức rất là nhiều. Từ năm 2006 mỗi chiều thứ năm là thật. Đây là khu chính điện hồi xưa nè. Mẹ của gì đó học là biết thảo rất là rành, mình chỉ nói bị kho thì cũng nói đi. Thì sau cái giai đoạn mà lục đục với thầy Phúc Hậu gì đó, thì từ ngày mà chủ quan có tin thầy Quang Minh về thì thực sự trong lòng mình thấy là rất khởi sắc.
rất khởi sắc. Theo cá nhân của mình thôi, xin cảm ơn thầy. Mà Thảo đã tới đây rất là nhiều lần từ lúc thầy Huệ Minh về làm trụ trì và build up Phật tử lên rất nhiều lễ hội rất là lớn. Điển hình là lễ dỗ vừa rồi của cố hòa thượng Quán Thanh mà thầy Thông Hải là trưởng ban tổ chức, rất là đông chư trụ ni trong song song Phật tử. Cả thế giới đều biết về ngôi chùa Bảo Quang là đã khởi sắc. Thì bây giờ tóm tắt lại, lý do mà anh em chúng tôi truyền thống đây muốn biết một điều là bởi vì một cái mistake nhỏ như vậy mà thầy Huệ Minh phải kick out hay sao? Đó, bây giờ phải anh trung thực nha. Lý do nào mà mấy anh trong cái board director lại vote là cho thầy Huệ Minh get out khỏi chùa Bảo Quang, không còn giữ chức trụ trì? Còn cái vấn đề mà ôm Thông Hải về làm trụ trì trong tương lai thì đó là mình tính sao đi? Ok, bây giờ Thẩm muốn nghe câu đó thôi. Kính thưa toàn thể đại chúng, từ giờ con cũng nghe quý vị nói rất nhiều. Thế nhưng mà quý vị bên trong mấy cái có tên trong cái thư này á, thì lại không đề cập chính những cái nội dung mà ghi trong cái lá thư này. Nhưng mà bây giờ con sẽ trả lời những cái ý của quý vị mà con đã biết. Cái thứ nhất á, là tại sao cái chủ nhật vừa rồi mà lại không có con. Con đến đây từ lúc 6 giờ thiếu 5 để con nấu. Cô Chi nói với con là chúng em có đủ hết rồi, không cần. Còn anh muốn nấu cái gì thì anh cứ nấu, chúng em đủ hết. Ok, thế thôi. Nếu đủ rồi mà nấu nữa nó thừa, nó phí. Thôi đi về. Đó là cái thứ nhất. Còn cô Thương. Cô Thương á, là đã đúng ra đã nghỉ cách đây cả tháng hơn rồi, chứ không phải bây giờ. Nhưng mà vì cái đám của bên Bắc Tâm, cho nên rằng tôi yêu cầu cô Thương phải vào phụ trong cái đám này. Và cô Thương đến làm việc để cho ấy. Chứ còn không phải là cô Thương bây giờ mới nghỉ. Cô Thương đã xin nghỉ và đã lấy giấy đi từ lâu rồi. Đó là cái thứ nhất, là cái cho nên cô Thương không có tới đây trong những ngày chủ nhật. Đây là tôi giải đáp những cái thắc mắc của quý vị. Cái thứ hai là về cái vấn đề ban hộ trì Tam Bảo. Thưa với quý vị, hôm họp ban hộ trì Tam Bảo, chúng tôi hoàn toàn không biết một cái gì hết. Kêu đến đây họp. Đây, hôm nay có vợ chồng cô Chính và anh Nghĩa. Thì họ nêu cái đám đó lên, sau đó trở thành một cái đám cãi nhau. Rồi cũng bầu cái ban hộ trì Tam Bảo, chúng tôi là cái hội đồng quản trị, chúng tôi không được tham khảo ý kiến, chúng tôi cũng không được biết là những cái gì. Rồi sau cái buổi cãi nhau đó thì anh chị Chính đi về. Rồi tự động làm việc, chúng tôi cũng đâu biết cái chuyện gì. Tại sao lại nói rằng chúng tôi đồng ý trong cái vote, trong cái chuyện bầu cái ban hộ trì Tam Bảo. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, quý vị, cái này là cái mấu chốt mà bên kia thắc mắc. Thưa với quý vị, lễ Vu Lan vừa rồi không phải là chùa Bảo Quang không làm lễ Vu Lan vì thiếu tiền, nhưng vẫn làm lễ Vu Lan nhưng mà làm ở trong nội bộ chùa thôi, còn hạn chế không có mời trai tăng như mấy các cái lễ trước, như là lễ Phật Đản, lễ Đại Thường Hòa Thượng, hay là lễ trai đàn trần tế cầu siêu bạn độ. Những cái lễ đó Bảo Quang mời rất nhiều, ba cái lễ đó mỗi một lễ ít nhất đó là cũng phải 20.000 tiền cúng dường trai tăng, mà khi nhiều là 40.000 tiền cúng dường tăng. Khi ba cái lễ đó lên rồi, chùa Bảo Quang cảm thấy rằng cái lễ này không thể làm lớn như vậy được nữa, là vì cái tài chính nó đi quá nhiều. Cho nên là xin là cúng làm Vu Lan mà làm trong chùa nhưng mà không mời tăng ni đến để cúng dường chay tăng. Xin các quý vị hiểu rõ cái câu đó, chứ không phải là chùa Bảo Quang không làm lễ Vu Lan vì không có tiền. Đó, cái đó là cái mà chúng tôi muốn thưa lại với quý vị. Cái nữa là tôi cũng xin thưa với quý vị là nếu tôi là thành viên hội đồng quản trị và tôi cũng là một người Phật tử rất là muốn làm công quả ở trong này. Nhưng khi mà họp hội đồng quản trị xong, không bao giờ những cái nội dung gì họp trong hội đồng quản trị chúng tôi mà đem ra ngoài nói, không, mà bước ra khỏi cửa họp là tôi đóng cái miệng tôi lại liền. Quý vị có bao giờ thấy tôi nói có vấn đề gì không? Mà trong cái đó họp hội đồng quản trị là tôi rất là gay gắt và nói thẳng vấn đề. Nhưng không bao giờ tôi nói ra ngoài. Cho nên mà là vì á, cái mà tôi nói ra ngoài, quý vị một vấn đề nó hiểu ra, cái vấn đề khác không bao giờ tôi nói.
Đó. Nhưng mà hôm nay quý vị nói ra đây, tôi cũng nói rằng, thưa với quý vị rằng, không phải chúng tôi không biết về cái tài chánh của chùa, nhưng khi nào cái ban thủ quỹ, ban thư ký đặt cái vấn đề tài chánh để công khai tài chánh là chúng tôi đều có họp đưa ra hết. Thầy Huệ Minh luôn luôn nói rằng là thầy tu, không phải là cái không phải là thầy khác, thầy không quan tâm vấn đề tiền, đừng có nói tiền với thầy. Đó. Không bao giờ thầy nói là đừng có nói tiền với thầy, thầy không quan tâm. Ồ, ok, nhiều lúc có cái vấn đề này á, nó làm cho chúng tôi ok thì con trình với hòa thượng, trình với thầy là cái này, thầy bảo không, thầy là thầy tu, đừng có nói tài chánh với thầy. Đó, ok. Bây giờ có một, vừa nãy cô ấy nói rằng kêu thầy Huệ Minh và thầy Nhuận Hùng ký một cái giấy 100.000 tiền nợ. Trời ơi, cái này là quả thiệt lần đầu tiên tôi nghe, và cũng lần đầu tiên tôi thấy, mà tôi họp hội đồng quản trị không bao giờ tôi nghe thấy cái câu này. Đó là một cái mà tôi phải nói với quý vị rằng từ một cái vấn đề này nó đi sang cái vấn đề khác. Còn bây giờ tôi hỏi các quý vị rằng, ở đây tôi hỏi bên quý vị rằng, quý vị đòi là ok, nói là trong cái thư này á, thì nói rằng là hội đồng quản trị ăn cắp tiền bằng đủ thứ, nào là tiền phước xương, nào là tiền nhà cốt, nào là tiền cúng cơm chứ. Hỏi tôi xin lỗi rằng á, là ở đây chưa ai chứng minh được chúng tôi ăn cắp tiền. Nếu chúng tôi ăn cắp tiền mà chúng có, các quý vị có bằng chứng, xin mời các quý vị cứ làm đơn ra, có luật sư ra tòa, chúng tôi ăn cắp tiền như thế nào, bao nhiêu, dùng cho việc gì. Xin lỗi quý vị, nhẹ đó thì chúng tôi ao luôn cả cái bò Richter, mà nặng nữa chúng tôi đi tù nếu mà chúng tôi ăn cắp tiền đó. Cho nên cái này chúng tôi để chứng minh cho quý vị rằng là chúng tôi, các quý vị thấy rằng cái thùng tiền phước xương nó được bao nhiêu, vì thầy Huệ Minh nói là tiền chùa nhiều lắm ở trong cái thùng phước xương hết. Cho nên là quý vị đòi quản lý chìa khóa cái thùng phước xương, cái vấn đề này các quý vị làm sai hoàn toàn. Đầu tiên hội đồng quản trị á, là định phân công tôi và thầy Nhuận Hùng và thêm một quý vị nữa để cho nó minh bạch vấn đề tài chánh đó, thu tiền từ phước xương. Các quý vị không cho thầy Nhuận Hùng tham gia, chỉ cho tôi, nhưng mà cái chìa khóa đó thì các quý vị cầm đem đi hết. Nhưng mà tại sao tôi không phản đối lúc bây giờ? Tôi để cho thấy quý vị hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó, là quý vị biết là cái thùng phước xương một tuần nó bao nhiêu tiền. Cái vị thứ hai, tôi chứng minh rằng quý vị làm sai hoàn toàn. Đây là cái bằng chứng mà các quý vị quản lý tôi. Cho nên đến giờ này cái chìa khóa thùng phước xương chúng tôi cũng không biết nó nằm ở đâu. Một cái tuần vừa rồi chúng tôi cũng không có cái tiền để nộp vào nhà bạn. Đó, thì tôi hỏi rằng là các quý vị làm như vậy là nó đúng hay không? Và chúng tôi sẽ phải, còn xin lỗi quý vị, tất cả những cái mà quý vị làm nói ở đây, các quý vị phải dựa trên cái vấn đề pháp lý. Còn bây giờ, còn một cái nữa, tôi sẽ có 6-7 cái vấn đề. Bây giờ tôi nói cái vấn đề mà anh Thảo vừa nãy thắc mắc. Thưa quý vị, cái này không phải chúng tôi không biết. Chúng tôi đã biết rằng thầy Huệ Minh và cái ban hộ trì Tam Bảo, cái vấn đề mà cái ban hộ trì Tam Bảo và tất cả các cái lễ này này mà chúng tôi họp ở trong với thầy Huệ Minh là chúng tôi đã rất là gay gắt rồi. Là vấn đề thầy đòi là làm quyên góp tiền riêng để làm, ví dụ như là làm thỉnh đại tạng kinh, làm lễ pháp hội A Di Đà, pháp hội Việt Nam, các thứ, thầy tự động là vận động với lại Phật tử làm một cái khoản tiền riêng. Cái vấn đề đại tạng kinh mà thầy Huệ Minh không có dùng trên danh, không có dùng cái chức tài chánh của chùa mà đưa thẳng lên cái ban phát hành đại tạng kinh $5,000 bằng một cái chức cá nhân của một người khác, mặc dù cái tiền biên nhận thì họ biên nhận là chùa Bảo Quang, nhưng mà cái tiền đó không có nộp vào trong cái nhà băng tài chánh của chùa Bảo Quang, rồi xuất ra như thế nào? Cái đó tôi hỏi là đúng hay là sai? Cho nên sau này
thành lập cái tiền mà cúng cái tại sao chúng tôi không tán thành cái chuyện thầy cái vấn đề này là vì các vị hỏi, cho nên là tôi hôm nay tôi họp tôi mới hỏi thầy Huế Minh trong cái buổi họp là của thưa thầy, bây giờ thầy muốn lập cái pháp hội Địa Tạng, thầy muốn làm riêng sao? Thầy không được cái sự đồng ý của chúng con, thầy làm riêng sao? Đó, tại vì thầy lại đi vận động những người khác để làm một cái quỹ riêng để mà làm việc. Tôi hỏi các quý vị như thế đúng hay không? Thầy hội chủ trì làm như vậy đúng hay không? Cái thứ nữa tôi cũng nói luôn là thầy Huệ Minh nói đã từng họp ở đâu, đã từng nói cái gì, muốn rằng lấy một cái sức mạnh của quần chúng, lấy một cái giấy tờ, một cái vận động quần chúng họp để mà lật đổ cái hội đồng quản trị Board of Directors, làm một cái thỉnh nguyện thư ký vô để mà gửi lên để mà lật đổ cái hội đồng quản trị chùa Bảo Quang. Thì tôi hỏi cái lý do đó có đủ để mà hội đồng quản trị khai trừ thầy Huệ Minh ra khỏi cái Board of Directors hay không, là vì trong cái bài lo của chùa Bảo Quang có một cái rõ ràng rằng chỉ có người lãnh đạo cao nhất ở trong một cái chùa đó là hội đồng quản trị, mà lại nói rằng tất cả Phật tử nào đến đây mà cúng một đồng cũng được quyền vote để bầu lại cái hội đồng quản trị đây. Tại cái bàn này, tại cái buổi họp hôm bầu ra đây, thầy đã nói cái câu này, chúng tôi cũng đã có ghi lại là tất cả mấy người đến đây họp dù cúng một đồng cũng được vote để bầu lại hội đồng quản trị. Cái đó tôi hỏi với quý vị rằng chúng tôi đã đủ lý do để mà mời thầy Huệ Minh ra khỏi cái Board of Directors hay chưa? Đúng rồi. Đó, đó là một cái như là chúng tôi nói một cái, là vì á, anh Bạch Lộc, anh ấy nói chưa có được suôn sẻ, chưa có được gốc tích cái tiếng Việt. Còn tôi là cái người theo dõi và tôi làm, hôm nay tôi trả lời với quý vị, có những cái đúng là tôi không muốn nói. Họ ở trong cái kia, trong hội đồng quản trị, tôi với thầy Huệ Minh gay gắt rất là nhiều, nhưng mà không bao giờ tôi đem ra ngoài, tôi nói một lời tôi cũng không nói. Tất nhiên là trước khi dạ. mà cái hội đồng Moderator lên cái công việc là bãi nhiệm thầy Huệ Minh là đã có họp riêng với thầy rồi ạ? Không. Có họp với thầy riêng chưa? Không, không, không phải họp, là thông báo là để mà đưa thầy ra. Mà chúng tôi là có việc gì hội đồng quản trị chúng tôi đều họp trước hết. Tức là bất cứ một cái việc gì ở trong chùa thì đều phải họp hội đồng quản trị cái đã. Nếu mà thầy mà tôn trọng cái vấn đề đó thì thầy muốn lập cái ban hội trì tán bảo, thầy ok họp hội đồng quản trị. Bây giờ thầy muốn lập cái hội ban hội trì tam bảo A B C D đó, nếu mà chúng tôi ok thầy được thầy để làm hội trì tam bảo, chúng tôi hoàn toàn không biết một cái gì hết đó, chúng tôi không biết một cái gì hết đó. Đó là một cái vấn đề. Còn bây giờ tôi xin nói với, tôi cũng thưa với quý vị rằng đó, mời các quý vị đến đây để mà một cuộc họp báo để mà lấy cái nội bộ này đưa lên chính điện làm ông sầm ở trên đó. Rồi tôi xin nói, hồi vừa nãy tôi thỉnh hòa thượng ngồi đây không phải là không có lý do, xin lỗi, ai viết ra cái thư này có tên hòa thượng Thích Thông Hải một cách rất là sức sục, rất là sức sục. Quý vị có muốn tôi xem thì các quý vị đọc lại cái thư đi. Ông Thích Thông Hải rất là sốc sược và ở trong này góp kê tội chúng tôi là ăn cắp tiền tam bảo, lũng loạn chùa. Tôi hoàn toàn phản đối cái vấn đề đó. Mà tôi thấy không có quý vị nói ra để tôi ăn cắp một đồng hay ăn cắp 10 đồng, tôi hoàn toàn không thấy có. Đó, cái đó là những cái mà tôi muốn nói với, hôm nay tôi muốn nói ra đây. Đó, để mấy cái quý vị là tôi thấy là ngay thầy Huệ Minh này, cấp thầy Thông Hải về đây đã 2 ngày rồi. Mời thầy Huệ Minh xuống nói chuyện bao nhiêu lần rồi, thầy Huệ Minh đều không có xuống nói chuyện với hòa thượng Thông Hải. Không gặp, không xuống nói chuyện. Mà hôm nay một hòa thượng Thông Hải nói rằng là tôi không liên quan gì đến cái buổi họp này về quá khứ của chùa Bảo Quang, thì thầy Huệ Minh lại bẻ sang rằng đây, thưa với tất cả mọi người là thầy Thông Hải nói là thầy không liên quan bất cứ một cái chùa Bảo Quang hay là tư cách đấy, cho nên tôi vẫn là đương kim chủ trụ trì chùa Bảo Quang. Từ một cái đó thầy bẻ sang một cái vấn đề khác, nó rất là nhanh. Và đây chỉ là một ví dụ thôi, còn nhiều cái ví dụ mà khi chúng tôi chứng kiến họp hội đồng quản trị chúng tôi đã rất là gây gắt nhiều vấn đề đó. Bởi vậy chúng tôi mới có một cái quyết định là tôi nói thiệt với quý vị rằng có những cái tôi chưa được quyền nói ra, nhưng mà rất là đau lòng
là vì thầy Huệ Minh lên chủ trì chùa Bảo Quang, cũng tại cái văn phòng này chúng tôi chỉ đưa tay lên vút trong ấy thôi, chứ trên văn bản mà như là chúng tôi đề cử hòa thượng Thông Hải là không có, không có luật sư chứng nguyện, không có ấy cái gì hết, tôi đưa lên rồi hòa thượng cũng không có một cái buổi tấn phong chính thức để mà trước bàn Phật để mà cho chư tôn đức chứng minh rồi cho đại chúng chúc mừng, rồi chưa có một cái buổi chính thức, nếu mà nói ra chưa có một cái buổi chính thức nào cả. Rồi nhân cái buổi lễ lễ Phật đản rồi nói MC đứng lên công bố đây là chủ trì chùa Bảo Quang. Nhiều lúc đó, tôi nói thì thôi, trong hội đồng quản trị, trong chùa, trong thầy, tôi biết thầy là con người cũng rất là quý mến tôi, muốn dìu dắt tôi nhiều thứ lắm, chứ không phải là không. Nhưng mà vì quý vị bởi vì cái vấn đề này bắt buộc tôi phải nói ra, chứ tôi quả thực tôi không muốn nói ra, vì lúc nào tôi cũng ủng hộ thầy Huệ Minh hết á. Là vì nhiều lúc về cái tầm thân tình thầy đó, thầy có đã gọi tôi thầy Quân mà tôi đã rất là chân tình cái vấn đề đó. Tôi nói thật là đau lòng, nhưng mà để mà phá luật lệ nước Mỹ để mà cho chùa Bảo Quang như một cái lộn xộn như ngày hôm nay, giống như như cách đây vài năm á, tôi rất là buồn. Tôi không muốn ở trên chính để làm cái như vậy đó. Thì hôm nay tôi có những cái gì hay là quý vị thắc mắc là cái gì mà tôi chưa đáp lại thì xin quý vị cứ việc là nói ra. Tôi xin có một cái câu hỏi với quý Bo được không? Tại vì thời gian vừa qua thì khán thính giả cũng có đặt ra những cái vấn đề đó. Họ nói rằng cái cách điều hành của chùa Bảo Quang có lẽ là nó cũng hơi mang hơi hướng theo cái kiểu quản trị của doanh nghiệp nhiều hơn. Hoặc là cái cách mà để mà điều phối hay là bổ nhiệm một cái người gọi là trụ trì đó thì nó có mang cái tính chất cảm tính mà nằm trong cái bó hẹp của cái ban quản trị. Mà chúng ta biết rằng cái Phật sự mới là cái quan trọng. Người ta đến chùa không phải vì cái mái chùa này nó đẹp hay là lộng lẫy, mà nhiều khi vì đức cao vọng trọng của một cái người, đó là người trụ trì. Cụ thể như trước đây chúng tôi đến đây là nhờ ông Thích Quảng Thanh. Đó là cái điều rất là quan trọng, nó cần cái sự ổn định. Và chúng ta điều hành một cái chùa là nó phải có Phật tử. Chúng ta dựa vào Phật tử chứ đừng có nói là bài lo hay là nói về luật pháp. Vấn đề luật pháp hay là luật sư đó là một việc. Nhưng mà để cho nó ổn định đó, để nó hoành dương cái Phật pháp thì đó là đòi hỏi nhiều thứ lắm. Thì chúng tôi muốn đặt ra câu hỏi như vậy thôi. Tôi cũng xin với quý vị một phút để tôi trả lời với anh luôn. Là thưa với quý vị như thế này. Cái thứ ý với thứ nhất, quý vị nói ở trong cái thư này thì tôi cũng không để động đến, tôi cũng nói luôn rằng cái bo hoạt động theo tính cách gia đình không phải là cái công bằng. Xin lỗi quý vị rằng ở trong này á, có hai cái anh em Bạch Lộc với lại Bạch Trâm á, thì là hai anh em ruột thịt. Còn tôi á, nếu mà nói về vấn đề pháp luật á, thì chẳng có họ hàng gì. Nhưng mà vì là cái quan hệ trong vấn đề là dòng cái câu này máu mủ cái dòng của người Việt Nam thì tôi là chú của Bạch Lộc thôi, chứ còn trên đã bốn đời rồi, nếu mà trên pháp luật là con tôi lấy Bạch Lộc được, cái đó không thể gọi là trong gia đình được đó. Nhưng mà tôi ở trong bo, tôi đi vào trong bo vì mời tôi không phải mời một lần mà mời hai lần tôi mới đi vào để làm cái công việc này, chứ không phải đây mà đây quý vị chưa hỏi mà tôi cũng nói luôn là không phải là vì tôi tham ở trong cái bo để mà làm công việc, nhưng mà vì tôi biết làm việc cho nên là mời tôi. Và tôi làm không có phải vì thiên vị cái vấn đề gia đình hay không gia đình để mà thao túng cái bo đó. Nếu mà anh mà đấy mà nói câu thao túng mới là đúng đó, là vì người ta nói như vậy đó, đây trong cái thư này nói như vậy đó. Cái đó là cái sai hoàn toàn, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai anh muốn hỏi về cái tài chánh không? Không, tôi không hỏi về tài chánh. Dạ. À, hỏi về vấn đề là cái ngôi chùa phải có đông Phật tử, chứ còn không đông Phật tử nó sẽ không có hưng thịnh, đúng không ạ? Tôi hỏi rằng cái điều hành của cái chùa đó là chúng ta phải dựa vào cái Phật tử. Đúng. Và cái chúng ta làm Phật sự, đúng, chứ không phải là dựa trên cái ý kiến chủ quan của một cái nhóm hay là của cái luật pháp. Dạ, đúng rồi. Dạ, thưa với quý vị này, 2 năm rồi, tháng này cách đây 2 năm về trước chúng tôi nhận ngôi chùa này, và đây cũng 2 năm. Thưa quý vị, nhiều lúc rất đơn giản lên tụng kinh á, 3 người, 4 người, 5 người, hôm nào đông á thì được 10 người. Còn cúng ở đây á là nhờ cái gì? Nhờ người ta thân nhân người ta đến cúng thất, người ta cúng thất xong người ta đi,
mà chùa này có được nhiều mọi người đến, cái thùng phước xương này có tiền được như vậy là nhờ làm một cái vãng sanh đường. Người ta đến, người ta viếng thân nhân người ta đi ả rao cảnh đẹp, người ta đô này cũng được. Chứ quả thực á, nói thiệt với anh á, tôi này, một tuần á, tôi nấu có 20 tô bún để đãi mọi người mà đãi không hết. Có chứ, bún măng. Có. Đó, thì tôi nói cái đó rằng 2 năm Phật tử rất lèo tèo. Nhưng mà thấy anh Thảo nói rằng thấy đông hương tịnh. Thưa quý vị, toàn cái lễ cúng chay tăng mà cái tăng ni không mời mà đến mới đông. Nó mới đông như thế chứ còn Phật tử hả? Lễ lớn được hơn 100 người là hết. Đó, cái đó là cái tôi đã rất là quan tâm rất nhiều. Còn những cái tiểu tiết nữa về vấn đề là thì tôi không muốn kể ra đây vì kể ra đây mất thời gian mà nó cũng không có đúng cái nội dung như thế này. Nó còn nhiều cái nữa. Thì những cái như thế tôi biết không? Tụng kinh 3 người, 4 người. 10 người là đông. Tôi xin được có câu hỏi cuối. Đó là việc quý vị dựa trên cái cơ sở nào để mà mời thầy Thích Thông Hải đến đây? Trong khi thầy Thích Thông Hải thì cũng hồi nãy đầu buổi đó có trình bày rằng thầy rất là bận. Thầy đang quản trị và điều hành tới 4 cái ngôi chùa, thậm chí là những cái ngôi chùa lớn hơn ở đây nữa, ở nơi trung tâm. Và chúng ta biết nơi đây là cái nơi gặp rất là nhiều các cái rắc rối, và cộng đồng thì họ nhìn vào cái chùa Bảo Quang với cặp mắt mang tính tiêu cực nhiều hơn. Nghĩa là cần phải có một cái người toàn tâm toàn ý và có thể nói là bám trụ ở chỗ này mới có thể là vực dậy cái ngôi chùa này. Thì tại sao quý vị không thể cử một cái người nào khác? Ví dụ như ở đây không còn thầy nào khác là đức cao vọng trọng như là thầy Thông Hải hay sao? Dạ, thưa quý vị, đối với thầy Thông Hải á, là vì tôi đã biết thầy Thông Hải từ khi còn rất là lâu lắm rồi. Thầy đã dìu dắt cái hội Lạc Pháp của chúng tôi rất là lâu năm. Và thầy Thông Hải là phó chủ tịch ngoại vụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Đó là về cái chức danh của Hòa Thượng. Hòa Thượng đây đã gắn bó với thầy Quảng Thanh rất là nhiều, cái cơ duyên đến rất nhiều. Nếu cái lễ đại tường không có Hòa Thượng đây support cho, Bảo Quang làm không thành công. Là vì á, bây giờ con cũng kể luôn ra đây luôn là thầy Huệ Minh mà đi mời không ai chịu. Đến chùa Huệ Quang, thầy Minh vẫn bắt thầy Huệ Minh là phải ngồi ở trên xe, không được bước xuống cái dưới Bắc Kinh đất của chùa. Phải có thầy Thông Hải ở đây, dạ thưa thầy có đúng không ạ? Dạ. Đến chùa Điều Ngự, bắt đứng ngoài cổng 20 phút không cho vào là vì quả thực và không chấp nhận thầy Huệ Minh. Đó. Cho nên rằng 2 năm đó chúng tôi rất là cần Phật tử đến với chùa. Đó. Rồi bây giờ nếu mà nói nữa đó, thì nó cũng còn nhiều cái nó xảy ra. Nếu mà cái lễ đại tường không có Hòa Thượng đây giúp, chúng tôi sẽ không thành công được như vậy. Thì cái đó nó còn nhiều cái duyên nữa mà chúng tôi mời Hòa Thượng Thông Hải là một cái một trong những vị thầy lớn ở đây về với chùa Bảo Quang. Không ngoài cái mục đích như anh đã nói là Phật tử về đông, chùa Bảo Quang mới hưng. Đó là một cái mà chúng tôi cân nhắc cũng rất kỹ, ở đây cũng rất nhiều thầy chứ không phải là ít thầy. Thế nhưng mà để dựa được một cái cây đại thụ nào mà nó tốt nhất thì chúng tôi thượng, đó là cái mà cái tâm tình của chúng tôi nói ra hôm nay.